Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn Tùng. Cách đây khoảng chừng đầu năm là bạn ấy có bị đau về cột sống khớp khá nhiều. Như lúc đấy thì bạn ấy thì cũng chưa sử dụng các liệu pháp điều trị gì, hay tập luyện mấy. Bây giờ Tùng có thể kể cho các bạn cái quá trình bắt đầu đau và các cái hình thức bạn ấy trải qua như thế nào. Ok, chào các bạn. Thì cái quá trình của mình nó giống với mọi người cho lắm, bởi vì mình hôi cố chấp nên là từ đầu mình đã kiểu không chọn phương pháp là sử dụng thuốc. Khi đau quá thì mình có sử dụng tiêu viêm và chống u trong khoảng 5 tháng. Sau đó thì mình có tập luyện theo phương pháp của anh Hải. Thì sau cái quãng thời gian tập luyện đấy thì mình cảm giác kiểu bệnh là đỡ hơn. Mình có gửi một số hình ảnh cho anh Hải thì anh Hải có thể xem cho mọi người xem. Mình nghĩ là cái việc dùng thuốc ấy, nó chỉ giúp cho các bạn là đỡ cái đau tạm thời thôi. Và đấy là cái phương pháp kiểu lối mòn, cái phương pháp kiểu giúp các bạn tốn tiền nhất và không thể được khỏi được bệnh được. Nên là nếu mà có muốn khỏi bệnh hay là muốn nâng cao sức khỏe của mình thì nên đi đến cái phương pháp là tập luyện. Thực ra cho anh hỏi, thực ra là em gọi là khỏi đối với bệnh viện sống khớp thì khỏi, chúng ta không thể khỏi hoàn toàn 100%. Đấy, nhưng mà nếu như ở cái mức độ khoảng tầm 99 hoặc 90% trở lên chúng ta không chế được bệnh thì coi như là rất thành công của công việc này rồi. Thế anh hỏi em là hồi trước là trong cái quá trình em sử dụng thuốc em đã trải qua những cái phương pháp như thế nào? Trong quá trình sử dụng thuốc thì bác sĩ có chia sẻ là đầu tiên thì nó chỉ là cái việc viêm bình thường thôi, mình có thể uống thuốc chống viêm. Sau đó tình trạng nó nặng hơn ấy, thì các bác sĩ sẽ hướng tới kiểu phương pháp là thử sinh học. Tiếp theo đó, chắc sau khoảng 6, chắc là 1 năm, 3 lần khám. Bắt đầu từ lần đầu tiên, thì nếu mà tình trạng của bạn nặng hơn thì bác sĩ sẽ khuyên bạn là nên làm phẫu thuật. Nhưng mà chia sẻ thật với các bạn là bác sĩ có nói với mình là phẫu thuật nó chỉ thành công 50-50 của mình, nghĩa là 50% bạn có thể thẳng lại như bình thường và 50% còn lại bạn có thể giữ được sức khỏe nhưng bạn sẽ trong cái tình trạng như này. Và sức khỏe của bạn không được đảm bảo là 100% đâu, nó chỉ khoảng 80 là căng thôi, nhưng mà bình thường thì cũng chưa ai được 80 đâu, chỉ 60-70 thôi. Nên là bác sĩ có khuyên mình nên kiếm nhiều tiền rồi suy nghĩ nhiều phương pháp khác thì mình có nên là đằng nào mổ bác sĩ bảo thế, đằng nào thì cũng đến con đường đó thôi. Đầu tiên là bác sĩ dùng thuốc nhẹ nặng lên và không nặng lên được nữa thì các bạn sẽ phải phẫu thuật. Ok, con đường các bạn có thể tự trải nghiệm. Nếu các bạn đi khám thì con đường của bác sĩ sẽ y hệt như con đường mình nói. Các bạn nào đã từng đi khám rồi thì có thể chia sẻ lại xem có đúng 3 bước đấy không. Đầu tiên là uống thuốc nhẹ, uống thuốc nặng hơn và đến cái bước cuối cùng không uống thuốc được nữa thì ok, phẫu thuật. Nhưng mà chưa ai bảo cho các bạn là phẫu thuật sẽ như thế nào, okay, sẽ đem lại cho các bạn gì và các bạn sẽ mất gì. Nên là mình cần chia sẻ thật. Nên là các bạn suy nghĩ cái về việc làm theo cái lối mòn như thế. Thử một cái lối đi khác nó an toàn hơn, nó giúp các bạn tiết kiệm hơn, mà nó kiểu như là bình nó sạch sẽ hơn ấy. Thì các bạn đáng để các bạn lựa chọn. Ok, là lúc đầu nó sẽ có thể đau đớn, mình đã từng rất là đau. Mình lúc nào cái thời gian bắt đầu phát bệnh mình chỉ giảm cân xuống cân bình thường thôi, nhưng mà trong cái tình trạng là bóp lon, đi qua ổ gà này, rồi tối ngủ này, hoặc là giật đẩy này, cái phần eo của mình ấy, luôn trong tình trạng là mình cứ trêu người đấy, trêu mọi người là ma làm, nó sẽ bóp chặt vào đây rất là đau. Bạn nào đã từng bị như mình có thể chia sẻ. Bây giờ mình bảo bạn này thì trước đây là bị gù rất là nặng, thì qua những hình ảnh gửi cho mọi người có thể thấy là bạn ấy gù là cái phần ở trên nó gập rất là nhiều. Rồi, thế bây giờ mọi người xem về lưng của bạn ấy sau khoảng chừng vài tháng hoặc nửa năm mọi tập. Này.
Và trước đấy hình ảnh mọi người thấy gù như nào, bây giờ như này. Mọi người nhìn trước mặt thì thấy các cái vấn đề đau nhức được cải thiện rất lớn, khả năng co duỗi, rồi khả năng các cái vấn đề về tư thế đã lấy lại rất nhiều. Và việc này sẽ còn tăng tiến, sẽ phát triển kết quả quan trọng cao hơn nữa sau tiếp tục thời gian luyện tập. Mình sẽ tiếp tục lưu ý hướng dẫn cho bạn Tùng, tiếp tục tập luyện cái thời gian tới, rồi chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm, rồi cái sự trải nghiệm của bản thân mình. Rồi, okay, các bạn. Rồi, chào các bạn.